Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Trương. Chúc các bạn có một ngày thật là vui nha. Sài Gòn những ngày này rất là nóng các bạn. Nắng nóng cực kỳ luôn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe đang rất là hot, Mazda 3 màu trắng biển tĩnh nha. Máy 1.5 số tự động 2016 nha các bạn. Màu trắng là một trong những màu hot nhất của Mazda 3 nha. Đó. Xe này chạy được 53.000 cây nha các bạn. Xe thì nguyên zin hết, động cơ hộp số là nguyên zin hết nha, không cấn động, không máy móc gì hết. Đi một vòng cho các bạn xem cái xe. Xe mình cho các bạn xem đang nổ máy luôn á. Đó. Rồi mở cốp cho các bạn xem nè. Đó. Xe này keo chỉ còn nguyên zin hết nha. Xe cam kết động cơ hộp số còn nguyên zin hết nha các bạn. Đó. Xe có cái thảm luôn. Bao da, bao tay luôn, đầy đủ ha. Đóng chắc chắn. Màu trắng đẹp, màu trắng dễ độ lắm. Rất là nhiều anh em đang tìm, đang hỏi mình cái màu trắng này nè. Và Bridgestone. Vỏ thì vỏ 16 luôn nè, vỏ theo xe luôn. 4 phanh đĩa luôn nha các bạn. Phanh thì 4 phanh đĩa, phanh ABS. Phân bố là phanh điện tử đồ hết ha. Hỗ trợ phanh khẩn cấp luôn. Vỏ thì cũng còn tương đối thôi, không cao lắm. Cũng còn tương đối. Đó. Dáng đẹp, dáng rất đẹp. Ok, vào nội thất. Ôi, lóc cửa rồi, mình mở cửa cho các bạn xem. Xe thì chủ xe dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi nha các bạn. Các bạn mua xe này về chỉ cần đổ xăng và chạy thôi, không tốn thêm bất cứ chi phí gì thêm ha. Đó. Ghế da màu đen. Ghế da màu đen đi chuyển màu đỏ, làm nó tăng cái tính thể thao cho cái xe lên. Đấy. Sạch bon. Cửa sẽ chờ đầy đủ các bạn. Để mình mở cửa sẽ chờ cho các bạn xem. Đó. Mình mở cửa sẽ chờ cho các bạn. Ok ha. Mình rất là thích xe có cửa sẽ chờ. Thoáng mát đẹp. Với lại nhìn nó có cái vẻ gì đó nó sang sang. Đó. Rồi mình lên mình mở. Lên hàng cái đầu cho các bạn xem. Ghế đồ nội thất là cũng còn ok ha. Chất xe 2016 như vậy là cũng còn tương đối đẹp với các bạn. Đó. Chỉ màu đỏ nhìn cái tăng cái tính thể thao của xe. Lên xuống cửa, lóc cửa rồi gương gặp chỉnh điện đầy đủ ha. Đó. Chủ xe người ta ốp những cái này nhìn nó sáng cái xe lắm. Cửa nẻ là ok hết nha các bạn. Ghế thì ghế cơ. Mazda 3 đời này là ghế cơ. Đây cho các bạn xem vô lăng nè. Xe chạy được 53.000 cây nha các bạn. Đó, xe mình cho các bạn xem là nổ máy từ đầu giờ luôn á. Đây, xe có lại chuyển số trên vô lăng nè. Thấy chưa? Vô lăng bọc da trợ lực điện ha. Đánh lái nhẹ. Đó, có i-stop. Dừng nó tự động tắt máy. Và khi mình buông chân thắng ra thì nó tự động nó nổ máy lại. Cơ mà điện tử, độ sáng đèn. Phanh là phanh cơ nha các bạn. 2017 nó mới đổi mẫu ha. 2017 giữa 2017 sẽ đổi mẫu. Từ phanh cơ đổi theo qua phanh điện tử. Cái cầm điều khiển nhìn nó sang trọng ha. Đó. Số tự động nha các bạn. Để start stop luôn. Đó, chìa khóa thông minh nè. Dàn lạnh thì ok, dàn chỉnh cơ hết. Cái này là cảm ứng nha các bạn. Đó. Cảm ứng. Hệ thống loa 6 loa ha. Xe này máy 1.5 là 4 túi khí nha các bạn. 4 túi khí. 4 túi khí, túi khí ghế. Hai túi khí trước, hai túi khí rèm là 4 túi khí. Có cửa sổ trời đầy đủ ha. Hộc đựng đồ rồi trong này sạc điện thoại đầy đủ. Đó. Tựa để tay. Những cái đèn này ok hết nha các bạn. Đó. Đây mình xem có gạt mưa tự động luôn ha. Rồi, mình ra mình mở khoang máy cho bạn xem. Chắc xe chẳng có gì phải bàn. Ây da. Đó. Ngắm em nó lại một lần nữa coi. Dán xe đẹp, dán Mazda 3 đẹp các bạn. Gặp màu trắng đi nhé. Đó, dán đẹp lắm. Dán Mazda 3 mà có nhiều anh em thích độ xe. Rất là thích độ Mazda 3. Tầm tiền, giá hời, giá rẻ. Chỉ có 500-600 triệu thôi, mua về độ rất là dễ. Đó, dán đẹp ha. Dán rất đẹp các bạn. Thể thao. Đó, xe các bạn, mình cho các bạn đang nổ máy luôn á. Thấy nổ êm ghê không? Rồi mở khoang máy cho bạn xem nha.
Đây, máy xe nè các bạn. Máy nổ êm ghê không? Máy 1.5 ha. Máy 1.5 số tự động, hộp số tự động 6 cấp. Xe này thì chắc chắn là động cơ hộp số là nguyên zin hết rồi nha các bạn. Khung gầm nguyên bản, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết. Đó. Xe này 2016 thì bên mình bán ra bảo hành cho các bạn 3 tháng hoặc 5.000 cây luôn. Nên chất lượng xe chẳng có gì phải lo ha. Nếu như quá lo lắng thì các bạn có thể test hãng thoải mái. Nhưng mà mua xe bên mình thì chẳng ai test hãng hết trơn. Nhưng mà sẽ hỗ trợ cho bạn test hãng luôn ha. Nếu như có nhu cầu. Vậy cho yên tâm ha. Đó, xe này ngân hàng VIP vẫn còn hỗ trợ trả góp nha các bạn. Hỗ trợ cho bạn 70% giá trị xe luôn. Đó. Xe này thì chủ xe người ta đang mong muốn bán, ký gửi bên mình với mức giá là 535 triệu ha. 535 triệu 2016 nha các bạn. Đó. Ngân hàng vẫn còn hỗ trợ trả góp luôn. Xe này đâu đó khoảng 200 là các bạn có thể nhận xe rồi nha. 200 là nhận xe, đi Vivo, tháng trả có vài triệu nữa thôi. Đó, các bạn quan tâm xe này liên hệ cho Trương nha. Số điện thoại 0972 60 8010. Hoặc là đến trực tiếp địa chỉ Anyka Lương Đình Của để xem và thử xe nha. Ngoài chiếc Mazda 3 2016 này, bên mình vẫn còn một con màu đen 2018 và một con màu xanh 2018. Đó, hai con 2018. Rồi con xanh đen 2018 đăng ký 2019 là vừa về bên mình đã bán rồi. Có hai con kia thì vừa về sau. Đó. Rồi mình có thu mua xe luôn nha. Các bạn nào muốn bán xe cứ liên hệ cho mình. Sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn. Đó. Rồi cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như là bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nha. Ok, bye bye.